cái dễ lắm cô à, con ra nhẹ cũng dũng á, trong lên luôn à, dọn cái dĩa đẳng rồi, phải đóng luôn để chung luôn, vô chung luôn ha. Đang yếu nè, anh đâu biết hôm nay tới đâu, cũng có ai biết đâu. Chú Thành cái số ông Dũng là chú quá xinh vậy. Không có. Gì đẹp trai. Thì cũng bây giờ mấy cha đó. Dạ quá, về nào. Con về quá giờ rồi. Quay có biển của miệng không anh? Hả? Quay bản quyền gì? Là sao? Cái này em quay tất cả bản quyền rồi nãy. Nói Dũng Trương á. Cái này em quay làm kỷ niệm rồi mà. Em quay mấy anh á, em biết. À, không biết nữa. Em không biết cái này ảnh quay bên ảnh. Ở vô rồi đó. Chồng đẩy nó, mình đứng. Không biết. Đôi mà bình mới bản quyền không chú? Ai? Hình ảnh của anh này. Mình hả? Biết đâu. Dạ. Nó cũng chồng mình tên đó. Dạ. Tin đi Canada là lưu diễn hay là lưu diễn Canada một tuần sau mới về để đi gia đình. Hôm nay mình đi lên chung với mình gồm được mấy người anh mình à,
đi với ông anh ruột em út với ba mẹ. Ngày xưa ba còn sống thì bà cũng về quê với ngay ở dưới gần Trân Thành đó. Gần Trân Thành. À, anh nữ anh là chồng Bình Tĩnh. Nói đoàn hát Bình Long, nghĩ ra nghe cái cô nói vậy á. Hát Bình Long là của vợ anh, của mẹ ba mẹ vợ. Anh nói là anh ruột á, anh nói là anh Bảo. Trường Bảo, cái chữ Trường Bảo. Tại vì Trường Bảo, tại vì hôm trước anh Bảo trường nghệ sĩ. Đó là ba vợ á, anh vợ ba giờ ba năm năm giờ và rất là